Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cả nhà, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang đứng ở trong khu dân cư Anh Tuấn Green Riverside ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Thì hôm nay là em sẽ quay giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem một căn nhà với thiết kế theo phong cách là hiện đại nha. Thì chính là cái căn nhà này. Và căn nhà có diện tích là ngang 5m4, dài 15, trong đó là có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng và chủ kêu giá là 9 tỷ 9 ha. Đó, đây là nguyên một cái khu của mình. Thì trước tiên á, từ vị trí cái căn nhà mình á, cả nhà đi tầm khoảng 100m tới ngay chỗ vị trí mà chiếc xe đang đậu này nè, cả nhà mình rẽ trái, mình đi thêm tầm khoảng 400 đến 500m nữa thôi là mình sẽ ra tới đường Huỳnh Tấn Phát. Sau đó mình rẽ phải là sẽ vô trung tâm quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Còn rẽ trái là cả nhà sẽ đi hết đường Huỳnh Tấn Phát là sẽ tới bến phà Bình Khánh để mà đi qua khu du lịch đảo Khỉ Cần Giờ nha cả nhà. Đó. Rồi thì cái căn nhà hôm nay em muốn giới thiệu cho cả nhà mình xem á, được xây dựng là một trệt, hai lầu và một sân thượng nha. Diện tích là ngang 5m4, dài 15, có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng luôn. Giá là 9 tỷ 9. Ở trong nhà thì em thấy nhà mình có thang máy luôn á cả nhà. Và về cái phần mà đậu xe ô tô á, cả nhà mình có thể đậu ở phần phía trước này cũng được nè. Hoặc là cả nhà có thể đậu ở bên cái phần lề ở bên đây cũng được. Còn không nữa thì chúng ta có thể đậu trực tiếp ở trong sân nhà luôn. Tại vì ở trong sân nhà là chủ có thiết kế một cái khoảng trống để mà mình có thể đậu xe ô tô nè, hoặc là đậu xe máy ha. Thì đây, cả nhà mình cùng xem nè. Nắng chá, Green Riverside N7. Đường này là đường N7 nha cả nhà. Và số nhà là 28 ha. Nhà của mình là sẽ có hai lớp cửa luôn. Một là lớp cửa cuốn bên ngoài, hai là lớp cửa kính ở bên trong này ha. Căn nhà này thì em thấy rất là rộng rãi luôn, sẽ phù hợp cho đại gia đình mua về đây để định cư lâu dài, hoặc là chúng ta có thể về đây để nghỉ dưỡng ha. Đây cả nhà xem, một cái khoảng không gian rất là rộng luôn. Thiết kế của căn nhà thì cũng khá là đẹp luôn, là theo phong cách hiện đại ha. Trong đó thì nhà của mình là sẽ full nội thất hết luôn nha cả nhà. Chủ bán với giá 9 tỷ 9 là full nội thất hết luôn. Cả nhà mình chỉ cần xách vali vô là chúng ta có thể ở được rồi ha. Rồi thì đây là cái khoảng ở phía trước này, ngay chỗ vị trí này là sân đậu xe nè. Hoặc là khi mà gia đình chúng ta có tiệc á, thì mình có thể đãi khách ở khu vực này. Xe thì mình sẽ đậu ở ngoài lề đường bên đây. Đó. Còn cái không gian phòng khách này hiện tại là đã có sẵn ghế sofa nè, rồi có tivi luôn. Đó cả nhà xem nè. Đó, bên đây là em thấy có thang máy nữa nè. Phòng khách xong rồi, mình sẽ tới không gian nhà bếp nha cả nhà. Wow, có thang máy luôn, rất là xịn sò ha. Rồi bên đây là không gian nhà bếp, có tủ lạnh nè. Rồi đây có bếp âm nữa nè. Rồi wow, bồn rửa rồi được sử dụng bằng đá luôn. Rất là thích ha. Đây, đó, có sẵn bàn ăn luôn. Và ở dưới cái khu vực nhà bếp với lại phòng khách này sẽ có một khoảng giếng trời và có một cái căn nhà vệ sinh riêng để sử dụng cho toàn căn nhà của mình luôn. Thì đây là cái khoảng giếng trời ở cuối nhà mình, ở dưới tầng trệt nè. Đó, đây là giếng trời nè. Bên đây thì có nhà vệ sinh để sử dụng cho toàn căn nhà luôn ha. Rồi, bây giờ em sẽ dẫn cả nhà đi lên trên lầu ha. Wow, một căn nhà rất là đẹp luôn cả nhà. Tuyệt vời luôn. Thì bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái có nhận ký gửi nhà đất chính chủ trong tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận luôn. Bên cạnh đó thì công ty của tụi em có nhận ký gửi nhà đất ở khu vực của thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nếu như mà cả nhà mình có nhu cầu ký gửi thì có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái nha. Để tụi em có thể nói rõ hơn về cái phần nhận ký gửi đó cho cả nhà mình sẽ dễ hiểu hơn ha. Wow, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ xem cái phòng ngủ đầu tiên ở trên lầu 1 của mình nha. Wow, khi mà bước chân vô là thấy một cái khoảng không gian phòng ngủ rất là rộng rãi luôn. Có sẵn tủ đồ nè, tủ để tivi nè. Bên đây thì là giường ngủ nè. Đó, có đầy đủ hết luôn ha. Rất là thích nha cả nhà. Đây, đây là ban công ở phía trước của mình.
Nếu mà cả nhà mình đang cần tìm một căn nhà nhà phố nè để phù hợp với nhu cầu mình ở và định cư lâu dài á, thì cả nhà có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Tụi em có rất là nhiều căn nhà ở trong khu dân cư Anh Tuấn, Green Riverside này luôn, và giá cả thì cũng dao động rất là nhiều. Nói chung là sẽ cả nhà mình cần thì mình có thể liên hệ cho bên công ty, tụi em sẽ gửi những cái căn nhà phù hợp với nhu cầu và giá cả của cả nhà mình cần tìm ha. Đây là cái phòng ngủ thứ hai nha. Đó, bên đây là nhà vệ sinh. Mỗi nhà vệ sinh đó là đều có đầy đủ hết nè. Có kiếng nè, rồi có bồn rửa nè ha. Nó có bồn tắm luôn. Rồi đầy đủ ha. Bây giờ là mình sẽ đi lên trên lầu 2 nha. Đó. Thì tổng quan của căn nhà là có một sân đậu xe, một phòng khách, một nhà bếp, 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Mỗi phòng ngủ là đều có một nhà vệ sinh riêng ở trong hết. Đây, đây là cái phòng ngủ ở trên lầu 2 của mình. Phòng trên đây thì hiện tại là chưa có sắm giường. Đó, nhưng mà em thấy một khoảng không gian rất là rộng luôn. Rồi bên đây là có nhà vệ sinh nữa nè ha. Bên đây là sẽ có thêm một cái ban công nữa. Đây. Đó, mình có thể nhìn được toàn khu dân cư luôn nè. Bên cạnh đó là mình có thể nhìn được cái tòa nhà cao tầng ở trong thành phố luôn ha. Rồi, tiếp tục em dẫn cả nhà đi lên còn một phòng đối diện nữa. Đây. Rất là rộng luôn nha. Thì căn nhà này có diện tích là ngang 5m4, dài 15, sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, một trệt, hai lầu, một sân thượng, full nội thất, giá là 9 tỷ 9. Trong đó có hai phòng ngủ ở trên lầu 2 là chưa có đồ nội thất nha. Còn tất cả trong nhà là có đồ nội thất nè. Và nhà sẽ có thang máy luôn nha. Chủ kêu giá là 9 tỷ 9, thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Rồi. Cho cả nhà mình cùng xem. Wow, cảnh rất là đẹp luôn. Vào buổi tối thì chúng ta có thể sắm một bộ ghế để mà ngồi vị trí này. Mình có thể làm một buổi tiệc nướng ngoài trời nha. Hoặc là có thể ngồi đây vừa uống nhâm nhi tách cà phê, uống trà, rồi trò chuyện cùng với gia đình. Bên cạnh đó là mình có thể được nhìn một cái view rất là đẹp luôn. Đó, chúng ta có thể nhìn được những cái tòa nhà cao tầng của Sài Gòn nè. Đó, rất là thích luôn ha cả nhà. Rồi thì nếu như mà cả nhà có nhu cầu quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Tụi em có thể tư vấn giấy tờ pháp lý rõ ràng hơn cho cả nhà nè, dẫn cả nhà đi xem và gặp trực tiếp chính chủ thương lượng về giá cả luôn ha. Một căn nhà rất là rộng rãi luôn, phù hợp cho đại gia đình có thể về đây ở định cư lâu dài. Đó. Từ vị trí nhà mà mình đi tới chợ gần nhất là khoảng 1 cây số, còn mà đi tới trung tâm của thị trấn Nhà Bè là khoảng 3 cây số nha. Và từ đây mà vô chợ Bến Thành của quận 1 thì trung bình chúng ta đi là khoảng 15 phút ha. Còn từ vị trí nhà mà mình đi tới ngay chỗ bến phà Bình Khánh để qua khu du lịch đảo Khỉ Cần Giờ thì trung bình mình đi khoảng 5 cây số nha cả nhà. Đó, đây là thang máy nè. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của em nha.